và Nhật Lệ xin gửi lời chào thân ái toàn thể của cô chú anh chị đang có mặt trong live ngày hôm nay nhé. Anh chị yêu thương ơi, đừng quên ấn like, thả tim và chia sẻ nhiệt tình cho hai cô gái này nhá. Người hôm qua em thấy là ai đây? Ai đây? Sao anh lại chết lặng như vậy? Một giờ đêm sau anh còn chưa nhắn tin về. Em cứ mãi ngẩn ngơ chờ anh. Tại sao yêu đến thế lại gian dối? Gian dối. Con tim em vỡ tan mất rồi. Từng chừng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời, chưa buông tay anh thay áo mới. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Dại khờ thôi khi đang bàn tay. Hey! Yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây. Thân gầy xem như em trắng mai. Xem như em trắng mai. Nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa. Màn mưa. Vương cười khi biết em là người giữa hai người. Còn lại gì cho nhau ngoài những lời ngon tình quá dư thừa. Em không muốn nghe. Hey! Nhất Lệ và Minh Nguyệt lại quay trở lại với tất cả cô chú anh chị rồi đây ạ. Like và chia sẻ cho hai em gái nào cả nhà mình ơi. Ok, chị Loan Nguyên, chị Hòa Vũ này, hay là tất cả anh chị thương. Hey! Chị ông vàng 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 và cô bé hồng 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 anh chị ơi. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Béo Hồng có giọng hát rất là hay. Cảm ơn tình cảm của anh chị nào. Thank you anh chị. Hãy chia sẻ nhiệt tình cho hai em gái để buổi tối ngày hôm nay rực rỡ hơn hôm qua được không hả anh chị? Đó là một cái niềm mơ ước nhỏ nho anh chị nhá. Hôm nay anh chị chúng ta lại cháy nhá. Lại phải cháy nhá anh chị yêu thương ơi. Lại cháy chứ còn gì nữa hả anh chị? Tại sao yêu đến thế lại gian dối? Gian dối. Con tim em vỡ tan mất rồi. Đừng chừng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời, chưa buông tay anh thay áo mới. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Dại khờ thôi khi đan bàn tay. Bàn tay. Yêu thương trao hết chỉ giữ lại đời. Thân gầy xem như lệ trắng mai. Xem như lệ vẫn mai. Nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa. Màn mưa. Vương cười khi biết em là người giữa hai người. Còn lại gì cho nhau ngoài những lời ngon tình quá dư thừa. Em không muốn nghe. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Mây. Dại khờ thôi khi đan bàn tay. Thường trao hết chỉ giữ lại đây. Ơn gây xem như lệ nguyệt vẫn mây. Xem như lệ nguyệt vẫn mây. Nhiều vừa đêm giấu sau lớp màn mưa. Vùng cười khi biết em là người giữa hai người. Còn lại gì cho nhau ngoài những lời ngon tình quá dư thừa. Em không muốn nghe. Rất là hay, cảm ơn tất cả anh chị yêu thương ạ. Công cổ vũ cho hai em gái nào anh chị ơi. Năng lượng, năng lượng, năng lượng đây nào. Mùng 10, mùng 10, mùng 10 tháng 10. Có điều gì đặc biệt với hai em gái đây chị ơi? Đúng rồi, điều gì đặc biệt ngày hôm nay? Ước gì mà ngày hôm nay đặc biệt hơn, rực rỡ hơn ngày hôm qua anh chị? Ước gì mà là như thế đúng không? Hôm nay mùng 10, mạnh dạn xin anh chị lên con số 1 cả. Được anh chồng chị, lên con số 1 ca được không anh chị ơi? 10 ca đâu anh chị ơi? Sức mạnh của anh chị đâu rồi ạ? Chúng ta hãy chứng tỏ nào anh chị ơi. Hello chị Lô Thiện Lê, Thu Hoài, là chị Hiền My, anh Trần Xuân Hoàng, chị Dương Luyến này. Là tình cảm của toàn thể anh chị. Em đã sống nhưng đêm trời có anh chẳng chiếu vào. 15 ca luôn hả anh chị? Em đã sống nhưng đêm ngoài kia biển du bờ ca. Hay quá. Ước gì anh ở đây giờ này. Ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô gành đá, ngàn câu hát yên bình. Em đã biết cô đơn là thế, mỗi khi cách xa anh. Từng đàn chim côi chân trời biết tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này. Ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề.
ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi. Đi xa em nhớ anh thật nhiều, này người, người yêu anh hỡi. Lên nào! Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn, để giờ đây cô đơn vắng tay, đời em đã vắng ai rồi. Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi. Đầu tuần là đầu tuần anh chị ơi, hôm nay chúng em ước lên con số 15 được không ạ? Anh chị cứ ước đi anh chị ơi, lên 14 cũng được, 14 cũng được anh chị ha. À, càng ngày càng rực rỡ mới là anh chị của chúng em đúng không ạ? Chính xác anh chị ơi, sân khấu này đều là của anh chị mà. Chính vì thế anh chị hãy chung tay mỗi người tặng cho hai đứa em một lượt chia sẻ để hôm nay bùng cháy sân khấu. Và liệu rằng ngày 10 tháng 10 có gì đặc biệt cho anh chị, ta hãy cùng chờ đón nhá. Chờ đợi nha anh chị ơi. 3K được không ạ? Em đã biết cô đơn là thế, mỗi khi cách xa anh. Từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề. Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi. Máu ở đấy chị. Vì sao em nhớ anh thật nhiều, này người, người yêu anh hơn. Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn, để giờ đây cô đơn vắng tay, đời em đã vắng anh rồi. Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh chị thôi. Lên lên. Em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn, để giờ đây cô đơn vắng tay, đời em đã vắng ai rồi. Ước gì cho thời gian trở lại, trở lại. Ước gì em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi. Chào Thanh Hằng này, chào chị Hòa Vũ, chị Đỗ Hạnh, chị Hoa Quả Vân, chị Hòa Phương này, chị Tuyết Trương, chị Đỗ Hạnh. À, chị Sáu Cô, anh chị ơi, chúng ta cùng bình luận nhiều lên để hai em gái có thể chào tất cả anh chị nha. Hello chị Cô Sáu này, hello chị Tám, hello chị Nguyễn Phương, hello chị Hoa Quả Vân nè. Tay đâu, tay đâu, tay đâu nào. Tay đây này, là tay đây này. 3K là 3K. Cái khúc tiếp theo là cái khúc gì anh chị yêu thương ơi? Mọi người chúng ta hãy cùng sao? Hãy cùng lên nhạc đi nào. Hôm nay màu hồng với màu vàng mà không cháy được thì hơi phí anh chị ơi. Các khúc gì anh chị yêu cầu nào? Em chưa nhìn thấy anh chị lên nhạc, toàn thấy khen xinh hát hay thôi anh chị ơi. Quên lên nhạc rồi, lên nhạc anh chị ơi. Bài nào mình yêu thích mình cứ để lại được không ạ? Trinh Cô La Giang, cảm ơn chị Nguyễn Phượng. Bình luận lên nào anh chị ơi. Chiều một mình trên phố năm xưa, lạc bước giữa đêm đông người. Rồi một ngày em bỗng đi qua, rơi ấm con tim lẻ loi. Nụ cười và ánh mắt đam mê, trái tim đôi ta không rời. Con thuyền không còn xa bến, con thuyền không còn theo sóng mãi xa mù khơi. Chị Ánh Tuyết này. Lòng ngập ngừng nói tiếng yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Thiết tha chân thành. Còn gì bằng xanh bước bên nhau, cùng ngắm ánh trăng và ngàn sao. Cuộc tình ngọt ngào em đã trao anh, làm trái tim anh đổi thay. Niềm hạnh phúc anh đang có em, khuyên anh ngỡ ngàng. Phố xa đêm đông người đem tình như dưới trăng. Thấp thoáng bao đôi nhân tình đang đùa vui đắm say. Cánh hồng trao tay đến tay, dường dàng nghe tim ngất ngây. Tình này trao em thêm mãi không bao giờ phơi. Ước chi chẳng đừng tan xoay tình yêu chúng ta,
những ánh sao băng qua trời, xin lặng im lung linh. Thì thầm em nói với anh một lời, anh có biết được trái tim em yêu mình anh. Ba ca đầu tiên anh chịu thế. Lên nào, lên nào, lên nào. Chia sẻ mạnh tay, đúng rồi anh chị ơi. Comment số 3 đầu tiên xin phía nào anh chị nào. Chị Ruby, chị Dương này, chị Hồ Bích này, chị Yến Thủy, hello hai chị. Cảm ơn tất cả anh chị yêu thương. Chúng ta cùng bình luận nhiều lên để hai em gái có thể tương tác với anh chị được không ạ? Nào xem anh chị chúng ta đã chia sẻ được bao nhiêu lượt rồi nào. Mọi người yêu thương ơi, được gần 1.000 lượt chia sẻ hôm nay, lên 2k chia sẻ luôn nha anh chị. 2k, cảm ơn anh chị Dương Khanh, cảm ơn chị Trần Thúy, chị Nhâm nào. Lòng ngập ngừng nói tiếng yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Chân thành. Còn gì bằng xanh bước bên nhau, cùng ngắm ánh trăng và ngày sau. Cuộc tình ngọt ngào em đã trao anh, làm trái tim anh đổi thay. Niềm hạnh phúc anh đang có em khiến anh ngỡ ngàng. Yeah, bài gì anh chị ơi? Đôi nhân tình đang đùa vui đắm say, cây ngồng trao tay đến tay, dần dàng nghe tim ngất ngây. Tình này cho em thêm mãi không bao giờ phai. Ước chi chẳng đừng tan soi tình yêu chúng ta, những ánh sao băng qua trời xin lặng im lung linh. Thì thầm em nói với anh một lời, anh có biết được trái tim anh yêu mình em. Phút xa đêm đông người đem tình yêu dưới trăng, dưới trăng thấp thoáng bao đôi nhân tình đang đùa vui đắm say. Cây ngồng trao tay đến tay, dần dà nghe tim ngất ngây. Tình này trao em thêm mãi không bao giờ phai. Ước chi chẳng đừng tan soi tình yêu chúng ta, những ánh sao băng qua trời xin lặng im lung linh. Thì thầm lẽ nói với anh một lời, anh có biết được trái tim em yêu mình ai. Trái tim bên lề hả anh chị? Anh chị yêu cầu bài Đế Vương nhỉ? À, Đế Vương lâu lắm rồi đúng không? Trong này không có biết nhỉ? Mai mình nhớ xin xếp nhá. Cái này không biết lấy kia chứ kiểu gì. Chắc ai vô tình ạ? À, bây giờ phải bốc đã anh chị ơi. À, phải bốc đã anh chị ạ. Thế ổn mạnh lên anh chị ơi. Lên con số 3 đầu tiên nào anh chị nào. Hôm nay đầu tuần mà anh chị rực rỡ lên nào. Tạo sóng gió Facebook luôn. Em biết rồi, anh chị bây giờ đang chuẩn bị chia sẻ. Đúng anh rồi. Chị chuẩn bị đang nóng rồi đây này. Tí nữa mà anh chị vui là lên con số 12 đây này anh chị nè. Hôm nay Nhật Lệ cũng mạnh dạn đoán lên con số 12. Anh chị thử đoán xem hôm nay lên được con số bao nhiêu nào. Anh chị thử đoán xem ai đoán đúng nhá. Hồng trần trên đôi cánh tay, hòa đời em trong phút giây. Từ người thơ ấy còn ngủ mơ đến khiêm thơ. Không ước lòng người ai đâu có hay, một ngày khi vô cánh bay. Từ người yêu hoa thành người dưng đến cái từ sân ạ. Thương em bờ vai nhỏ nhoi, đôi mắt thoa mời đàn. Thương sao môi dạ lý hương, thương mắt mãi bên thềm. Đời phiêu du có tìm một người thật lòng, dẫu trời mênh mông anh nhớ em. Chim kia về vẫn có đôi, sao trắng số phù thề. Em ơi đừng xa cách tôi, chẳng có nếu em về. Bình yên trên mái nhà, nhìn đời ngược dòng. Em còn bên anh có phải không? Trời bao đêm sáng năm tháng tư bề, dáng ai về chung lối. Chung lối. Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tăm tối. Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Nhìn về anh ơi chẳng khiến em lẻ loi. Hai phẩy chín anh chị ơi, sắp lên con số 3 rồi. Chúng ta cùng đoán xem hôm nay là anh chị em mình lên được con số bao nhiêu nào. Anh chị mạnh dạn đoán tay đi ạ. À. Tay đâu Nhật Lệ đoán hôm nay lên con số 12, anh chị đoán con số bao nhiêu? Minh Nguyệt đoán bao nhiêu? Minh Nguyệt đoán chắc chắn là lên con số 1 trở lên rồi. Oh ok. Hơi bị sung đấy anh chị ạ. À, anh chị đang chuẩn bị chia sẻ, cứ từ từ đúng không anh chị ơi? Đây, chào chị Hương này, chị nhiều anh chị quá chưa kịp nhìn, nó đã chạy comment nhiều quá anh chị ơi. DC Mỹ Đình cảm ơn chị Sanh Nguyễn là khách hàng của DC, cảm ơn chị rất là nhiều này, cảm ơn tình cảm của anh chị. Chị không thấy thông báo của cứ 21 giờ vào đây với chúng em nhá. Ok chị Phương Thúy, đây là số điện thoại được không ạ? Hoa rơi đoạn đường về nhà thơ buồn anh ơi, dòng người vội vàng giờ này tình ơi, tình ơi, tình ơi, anh ở đâu rồi?
lặng nhìn bờ vai xưa, tựa đầu mình hỏi rằng khổ chưa, đành lòng chặn đường giờ đừng đi, đừng đi, đừng đi vì cô hứa. Trời ban ánh sáng năm tháng tư bề, sáng ai về chung lối, chung lối. Người mang tia nắng nhưng cơn sao còn tăm tối, còn tăm tối. Một mai anh lá ngâm nga trên đời thay đổi. Nhìn về anh ơi chẳng khiến em lẻ loi. Hỡi à, hỡi à, hỡi à, hỡi à, hỡi à, hỡi à. Ok, tăng cân bộc đà cứ để lại số điện thoại giúp chúng em nhá. Cảm ơn tất cả anh chị yêu thương ạ. Hay diễn xuất tốt, cảm ơn anh chị. Trời ban ánh sáng năm tháng tư bề, sáng ai về chung lối, chung lối. Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tăm tối. Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Nhìn về anh ơi chẳng khiến em lẻ loi. Hỡi à, hỡi à. Xong anh chị hôm nay nói là không có thông báo nhở. Nếu mà không có thông báo cứ 21 giờ vào đây với chúng em anh chị nhá. Tối nay ủn lên 13k. Em đợi anh chị đấy. Em đợi anh chị, sức mạnh của anh chị đi ạ. Nếu anh chị yêu cầu có khúc gì mọi người, cảm ơn chị Lan Đoàn, cảm ơn tình cảm của anh chị rất là nhiều ạ. Chào chị Sáu Cô, anh chị ơi à, anh chị đang réo tên Lệ ơi, Nguyệt ơi nhiều quá. Và các quý anh chị ta yêu cầu là có khúc gì anh chị ta có thể lên tên cái khúc được không? Đúng ạ. Đúng rồi, lên nhạc Hoa Tàn Tình Không Tan kìa. Hoa Tàn Không Tan ạ. Bài đấy khó hát phết đấy. Trái tim bên lề này. Anh chị yêu cầu toàn bài hay thôi anh chị ơi. Không hát bài nào là cũng tiếc anh chị ạ. Tàu Anh Qua Núi một lát nữa anh chị. Phải lên con số 5 bọn em mới lên núi được. Chứ giờ lên núi mệt quá anh chị ơi. Phải lên số 5 nào, cổ vũ cho chúng em nhiều anh chị ơi. Những lượt bình luận, những lượt like, lượt chia sẻ của anh chị chính là những động lực dành cho chúng em đấy anh chị. Đừng tiếc gì một lượt like, một lượt chia sẻ được không ạ. 10 ngón tay à, cứ đà này phải 12k hả anh chị. Em cũng tin như thế. Hoa trên giấy không sao hoa vẫn nở. Thương ai rồi dù chắc chờ vẫn thương. Yêu anh quá nên em đành nuông chiều. Cố ra vờ và mong anh yêu thương. Chắc có lẽ em đã sai lầm, sai lầm. Thương một người dù người ta đâu có thương. Hoa không tàn là hoa yên trên giấy. Tình không tàn là tình thôi trong mơ. Cùng chiêu vai nhất lệ của Minh Nguyệt nào, come on. Set. Hoa tàn tình không tan anh chị này. Tòng phu một lát nữa đi anh chị. Ê ơi, không có thông báo thì 21 giờ vào đây nha anh. Ê chị ơi, không có sợ không có thông báo, anh chị cứ vào đây là được nhá. Ê, ngày nào chúng em cũng lên live với anh chị cơ mà. Ê, chị Mi Yu này anh Dương Khanh, anh Bùi Sĩ này, anh Nguyễn Bằng, chị Thanh Liêm, chị Phan Vân, chúng ta cùng bình luận nhiều lên nào anh chị. Chia sẻ nhiệt tình cho hai cô gái này đi anh chị yêu thương ơi. 18 cộng, chào tất cả anh chị nhá. Em chẳng thấy bầu trời trong xanh. Oh. Em chẳng thấy tiếng chim trong lành. Như là giấc mơ mộng qua đây. Em cất tất cả vào trong trái tim để dành. Yêu vội vã để rồi ra đi, ra đi. Anh không nói nhưng em biết rồi. Số 4 đọc cả nhà mình ơi. Sau lời nói anh còn yêu em là những dối lừa, anh đâu muốn em bên cạnh. Mắt trên giấy không sông hoa vẫn nở. Thương ai rồi dù chắc chờ vẫn thừa. Hey! Yêu anh quá nên em đành nuông chiều. Cố ra vờ và mong anh hiểu thấu. Chắc có lẽ đã sai lầm, sai lầm. Thương một người dù người ta đâu có thương. Hoa không tàn là hoa in trên giấy. Tình không tan là tình thay trong mơ. Hey! Nói chung là hai chị em tiếng hơi có vấn đề một chút anh chị ạ. Nên là anh chị cổ vũ cho hai em gái đi anh chị ơi. Nhiều năng lượng để hát cho anh chị nghe này được không ạ? Sao hai em thuộc hết bài giỏi vậy? Dạ dạ giỏi không anh chị? Let's go, yeah. Anh chị yêu thương hãy cổ vũ động lực tinh thần cho Minh Nguyệt, Nhật Lệ đi nào. Vì thực ra là cũng có hôm này hôm khỏe hôm yếu của đúng không ạ? Giọng hát thì đương nhiên ngày nào cũng hát thì chắc chắn là sẽ có những lúc mà bị hơi đuối một xíu. Thì rất là mong hy vọng là anh chị sẽ yêu thương và chia sẻ nhiệt tình cho hai em. Cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Đúng rồi, yêu thương hai chúng em nhé anh chị nhá. Chúc hai em có nhiều sức khỏe. Cảm ơn tất cả anh chị yêu thương. Chúng em cũng chúc anh chị thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui nha anh chị nhá. Một đêm say, ok anh chị này. Chắc có lẽ em đã sai lầm. Thương một người dù người ta đâu có thương. Hoa không tàn là
hoa in trên giấy, tình không tan là tình ơi trong mơ. Lên luôn say, lên luôn bài Một Đêm Say cho anh chị này. Anh chị thích là được đúng không ạ? Chỉ cần anh chị thích là chúng em chiều đúng nào. Rồi. Thế thì chúng em chỉ cần đúng một lượt chia sẻ và những cái lượt bình luận của anh chị, và đặc biệt là một lượt like nha. Anh chị dừng lại 2 giây cho chúng em thôi. Like chia sẻ không ăn được nhưng mà nhìn nó vui anh chị ha, và đó nó là cái động lực cho chúng em đấy anh chị. Ai chưa like tặng cho chúng em một lượt like nha anh chị nhá. Chào chị Hương Mơ, anh Thiên Bảo này, Quẩy Lên Nào nhá. 3,4 rồi anh chị ơi, lên con số 4 đầu tiên nào anh chị nào. Xin việc số 4 nào anh chị ơi, em nên dừng lại đi nhá. Cảm ơn chị Thanh Nguyên, chị Lá Thu. Anh tin đi ạ. Một đêm say chị ơi. Say. Máu rồi đấy. Cứ từ từ ạ. Cứ từ từ anh chị nhỉ. Chuẩn bị anh chị lên đà, lên dốc rồi này anh chị này. Ta chỉ sống một lần trên đời. Ta chỉ sống một lần trên đời. Vui lên nào. Cứ vào với DC là vui hết anh chị nhá. Có muộn phiền gì cứ vào đây nha anh chị. Khi đôi môi em còn đỏ mà, khi đôi môi em còn đỏ mà. Em muốn nói em yêu anh. Em yêu anh. Khi men còn trong hơi thở. Hey. Về lại gần hôn em đi. Hôn luôn. Khi con tim không còn trên đầu. Khi con tim không còn trên đầu. Khi hai má em hay hay. Hey. Anh nói anh say tiếng đàn. Vậy lại gần hôn em đi. Ê! Lại gần hôn em. Lại gần hôn em. Em sẽ đến mặt trời. Em sẽ đến mặt trời. Lại gần hôn em. Lại gần hôn em. Hãy anh đến trời về. Giờ còn lại đôi ta. Giờ còn lại đôi ta. Kia là núi, đây là nhà. Kia là núi, đây là nhà. Giờ còn lại đôi ta. Giờ còn lại đôi ta. Anh có muốn đi thật xa. Anh chưa. Khi đôi môi em còn đỏ. Hey. Chị Phương Thúy đây là số điện thoại giúp em nào. Hay ngất ngây là hay ngất ngây. Lên nóc nhà là bắt con gà. Lên nóc nhà là ăn thịt gà. Hey. Thôi hôm nay ăn thịt vịt đi. Ăn gà nhiều quá. Hey. Ăn vịt đi cho nó máu ấy chị. Chia sẻ nhiệt tình cho em nào anh chị yêu thương ơi. Hey. Nam Định Bái Đình. Hey. Cảm ơn anh chị. Điều hòa lại hỏng với sao nóng quá trời chị ơi. Ta chỉ sống một lần trên đời. Ta chỉ sống một lần trên đời. Suy nghĩ lắm chị anh chị suy ơi. Suy nghĩ làm gì anh chị ơi. Bao nhiêu yêu thương trên đời. Là vì ngọt trên đôi môi. Lại gần hôn em. Lại gần hôn em. Em sẽ đến mặt trời. Em sẽ đến mặt trời. Lại gần hôn em. Lại gần hôn em. Hãy anh đến trời về. Giật còn lại đó. Giật còn lại đôi ta. Kia là núi, đây là nhà. Kia là núi, đây là nhà. Giờ còn lại đôi ta. Lên lên nào. Anh chỉ muốn đi thật xa. Say. Ta chỉ sống một lần trên đời. Yeah. Sống có một lần trên đời đấy chị ơi. Tiếc gì những cái lượt like như thế này anh chị. Những cái like như thế này là anh chị phải cổ vũ chúng em nhiều vào. Để ngày nào cũng có những niềm vui đúng không anh chị. Yeah. Chiêu nào chiêu nào chị ơi. Lại gần hôn em. Lại gần hôn em. Em sẽ đến mặt trời. Em sẽ đến mặt trời. Lại gần hôn em. Lại gần hôn em. Hãy anh đến chơi vơi. Hey. Giờ còn lại đôi. Kia là núi, đây là nhà. Giờ còn lại đôi ta. Giờ còn lại đôi ta. Anh có muốn đi thật xa. Hello, khi đôi môi này. Em còn đỏ. Hey. Yeah. Anh chị thấy chill chưa ạ? À, đoán đúng có thưởng không mẹ ơi? Ôi, anh chị cứ đoán đi. Hôm nay có một điều đặc biệt dành cho anh chị. Đấy nhờ. Khi đôi môi em còn đỏ. Anh chị thử đoán xem hôm nay này hai đứa em lên được con số bao nhiêu này. Và lên được con số bao nhiêu phụ thuộc 90% vào tình cảm của anh chị đấy. Sân khấu này có nóng hay không, có đông hay không, và có vui hay không, phụ thuộc hết vào anh chị đấy anh chị ạ. À, anh chị chứng tỏ sức mạnh của mình đi chị ơi.
bình luận nhiều lên nào anh chị yêu. Và bây giờ sẽ là ca khúc từng ngày trôi qua bao nụ cười trao nhau lại thêm lo âu. Dù ngày vui không bao lâu và nhiều buồn đau chôn giấu, đôi mắt dịu dàng nồng ấm giờ này đã xa xăm. Anh vẫn nhẹ nhàng nhìn ngắm mà cứ ngỡ trăm năm. Dù ngày vui qua đi đường dài chia ly lệ vương trên mi, giờ thì em đâu vui chi, giờ thì mình anh suy nghĩ. Anh biết rồi ngày lại đến, ngày lặng lẽ đôi bên. Anh biết tình mình là hết và anh sẽ không quên. Giờ em nơi phương xa như bỡ ngỡ, giờ còn lại mình bơ vơ. Bao nhiêu mộng mơ rồi tan biến đâu ai mơ. Tình yêu trong anh cho em mãi mãi để trở về vội bên anh. Yêu thương còn đây mà đôi mắt kia hao gầy. Giờ nó chẳng còn gì, giờ nó vẫn chưa đâu mà giờ thì vẫn chê. Tôi kia ra đi, vẫn như là mắt hôm nào. Giờ thì làm sao, ngày đó mà một chút vừa tan. Mà một chút vừa tan là lần không sai. Cứ mà xa nhớ là xa xa. Let's go lên luôn nào. Hey, chị. Ta chỉ sống một lần trên đời. Hey. Đôi mắt là đôi mắt này. Hey. Chào chị Nguyễn Huế, chị Hoa Cỏ Vân, chị Đỗ Hạnh ơi, chúng ta cùng bình luận nhiều lên nào. Ngầu đấy chị ơi, bắt đầu máu rồi đấy. Đeo kính mà sang nồng ấm. Đeo kính cho nó máu nhá, cho nó nóng mà anh chị này. Từng trôi qua mau được cười trao nhau lại thêm lo, lại thêm lo. Dù người vượt không bao lâu và nhiều buồn đau chôn giấu, đôi mắt dịu dàng nồng ấm giờ này đã xa xăm. Anh vẫn nhẹ nhàng nhìn ngắm mà cứ ngỡ trăm năm. Dù ngày vui qua đi đường dài chia ly lệ vương trên mi, lệ vương trên mi. Giờ thì em đâu vui chi, giờ thì mình anh suy nghĩ. Anh biết rồi ngày lại đến, ngày lặng lẽ đôi bên. Anh biết tình mình là hết và anh sẽ không quên. Giờ em nơi phương xa như bỡ ngỡ, giờ còn lại mình bơ vơ. Bao nhiêu mộng mơ rồi tan biến đâu ai ngờ. Tình yêu trong anh cho em mãi mãi để trở về vội bên anh. Yêu thương còn đời mà đôi mắt kia hao gầy. Giờ em nơi phương xa như bỡ ngỡ, giờ còn lại mình bơ vơ. Bao nhiêu mộng mơ rồi tan biến đâu ai ngờ. Tình yêu trong anh cho em mãi mãi để trở về vội bên anh. Yêu thương còn đây mà đôi mắt kia hao gầy. Giờ em nơi phương xa như bỡ ngỡ, giờ còn lại mình bơ vơ. Bao nhiêu mộng mơ rồi tan biến đâu ai ngờ. Tình yêu trong anh cho em mãi mãi để trở về vội bên anh. Yêu thương còn đây mà đôi kia hào gầy. Dừng được chắc còn gì, giờ được vẫn chưa được mà đi. Giờ thì phương trên, thì kiểm xa đi. Vì tôi mắt hôm nào, giờ thì làm sao. Ngày nào bóng có chút vừa tan, bóng có chút vừa tan. Giờ được không sáng, cứ ngỡ xa nhau là dễ dàng. Cứ ngỡ xa nhau là dễ dàng. Anh chưa thương em, những chiếc xe của mình không rơi đâu. Tay đâu, tay đâu. 4.1 rồi. Comment số 5 được không anh chị? Cứ ngày nào mà lên được có số 5 là chuẩn bị lên có số 10 anh chị ơi. Em đi, em nghĩ là như thế anh chị ạ. Ủa sao anh hôm nay anh chị kêu không có thông báo nhiều thế nhở? Chắc là Facebook ganh tị với view ở đây anh chị ạ. Đọc không lẹ? Đọc không? Hả? Đọc không? Bài gì vậy? Trừ lên đi. Vì yêu cũng được. Đọc bài này nhé. Rám hả? Máu ấy. Lên luôn anh chị ơi. Hết mình với anh chị luôn anh chị ạ. Chị hát câu kia là hát. Không có thông báo thì cứ giờ này anh chị vào đây với chúng em nhé. Chắc là Facebook ghen tị ở trong này đông vui quá hay sao nên không thông báo. Năm cao đầu tiên đi chịu thương nè. Anh rất tốt thế nhưng vui hơn. Em rất thích thế nhưng thà làm người cô đơn. Sẽ chẳng pha to lên hài hước như lúc này. Dòng mẹ anh bán chiếc ơi. Anh cũng rất tốt thế nhưng mình chẳng hợp nhau đâu. Em có chút tiếc nuối khi mình chẳng phải cô dâu. Em sẽ ghé đám cưới anh và nói lời này. Chúc anh hạnh phúc chỉ một ai. Có gì cần phải khóc, không có anh thì sẽ có người khác. Tình nào mà chẳng dạng dở, vui rồi cũng đôi lúc phải tẻ nhạt. Em nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu, cứ mặc định hay là thằng tay bạc thừa
biết hạnh phúc vậy là kim cương nhưng lại không thể cho người chế tác một phần anh muốn tập trung cho sự nghiệp nên tình cảm này anh buộc phải cố tình mặc cách anh sợ cảm giác phải yêu xa mình không tới đâu cũng có lòng từ biệt trong mắt anh em thật sự rất tuyệt dù rằng hai đứa không bằng nhau là mới em rất tốt nhưng mà anh rất tiếc mẹ của anh ta nên phải chia tay. Lên luôn ạ, nửa vầng trăng bốc lửa quá vĩnh biệt màu xanh. Cảm ơn tất cả anh chị Nghị đã bài rồi tới luôn ạ. Ok, cứ đà này 12k thế thì anh chị phải chia sẻ lên thì mới lên được anh chị ơi. Vòng khu một lát nữa anh chị đâu Nga ơi. Bây giờ phải máu đã anh chị ơi. Mắc volume đi anh chị ơi. Hôm nay chân lại bị mỏi á, không đứng như này chân lại mỏi á. Em đợi cái số 5 để em đứng mãi mà chưa đi cái số 5 kìa anh chị ạ. Anh cũng rất tốt thế nhưng thà đừng gặp vui hơn. Em rất tiếc thế nhưng thà làm người cô đơn. Sẽ trong pha to lên hai hướng như lúc này. Rằng mẹ anh bắt chiếc ai. Anh cũng rất tốt thế nhưng mình chẳng hợp nhau đâu. Em có chút tiếc nuối khi mình chẳng phải cô dâu. Em sẽ ghé đám cưới anh và nói lời này. Chúc ai hạnh phúc chỉ một ngày. Anh rất tốt thế nhưng thà đừng gặp vui hơn. Vui hơn. Em rất tiếc thế nhưng thà làm người cô đơn. Sẽ chẳng pha thô lên hài hước như lúc này. Dòng mẹ anh bắt chiếc ai. Anh cũng rất tốt thế nhưng mình chẳng hợp nhau đâu. Em có chút tiếc nuối khi mình chẳng phải cô dâu. Em sẽ ghé đám cưới anh và nói lời này. Chúc anh hạnh phúc chỉ một ngày. Có gì đâu mà phải khóc. Không có anh thì sẽ có người khác. Tình nào mà thì chẳng dạng dở. Vui rồi cũng đến lúc phải tệ nhạt. Anh nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu. Cứ mặc định anh là thần tệ bà thừa biết hạnh phúc của em là kim cương nhưng lại không thể cho tình yêu chế tác. Một phần anh muốn tập trung cho sự nghiệp nên tình cảm này anh buộc phải cố tuyệt mặc cách. Anh sợ cảm giác phải yêu xa mình không tới đâu cũng có làm từ biệt. Trong mắt anh em thật sự rất tuyệt dù rằng hai đứa không bằng nhau là mới. Anh rất tốt nhưng mà anh rất tiếc. Mẹ của anh ta lại phải chia tay. Thực sự anh chị ơi, thấy chưa? Xin 5k lên 5,2 và xin bây giờ xin 6k đi anh chị ơi. Tham hơi tham tí nhưng mà không sao anh chị ha. Xin 6k lên 7k được không hả anh chị? Em tin là anh chị làm được này. Lên 7k nào anh chị ơi. Máu rồi đấy. Hello. Anh chị yêu thương ơi, mỗi một người tặng cho mình người và nhà lệ một lời chia sẻ có được không ạ? Quá được chứ, đúng không anh chị? Xong rồi nè. Xong rồi đấy. Không gian mênh mông quá nhưng niềm vui khi xưa vẫn đây, vẫn đây. Sao mi hoen cay bóng dáng người tình ngày nào đâu thấy. Khi xưa nơi đây có gió vơi mây theo ta hát ca, hát ca. Giờ ngồi đây hôm nay gió mây đã xa cô đơn đưa ta về đây. Ngày em ra đi anh như hoa đến nỗi đau không ngờ. Thương nhớ không nguôi, thương nhớ không nguôi, cơn đau hoài không giữ. Rồi anh ra đi nơi xa cố quên vết thương hôm nào, vết thương hôm nào yêu dấu ta chờ, nhưng sao lòng vẫn đau. Người ơi có nghe không? Lòng em có riêng anh thôi. Sao không thể quên? Người ơi có nghe không? Có nghe không? Lòng em vẫn trông mong. Dù là trăm năm sau khi xa đời, anh vẫn không quên. 5,8 rồi chị ơi, đến 6k nào? Lên luôn! Hai em ơi cháy quá, thế thì anh chị phải cháy với chúng em đi anh chị ơi. Lên dốc nào! Kéo kéo chúng em lên con số 1 anh chị yêu thương ơi. Lên 2.000 lượt, 2.000 lượt chia sẻ đi anh chị. Mới được có 1.300 lượt chia sẻ, thiếu 700 lượt nữa anh chị ơi. Lên 2.000 chia sẻ là tình yêu ơi. Đứng cho nó bảo này rồi, 6.000 rồi. Không gian mênh mông quá, nhưng niềm vui khi xưa vẫn đây, vẫn đây. Sao mi hoen cay bóng dáng người tình ngày nào đâu thấy. Máu nào. Khi xưa nơi đây có gió với mây thao ta hát ca. Hey!
Giờ ngồi đây hôm nay gió mây đã xa cô đơn đưa ta về đâu. Ngày em ra đi anh như hoa điên nỗi đau không ngờ. Nỗi đau không ngờ. Thương nhớ không nguôi. Thương nhớ không nguôi. Cơn đau hoài không giữ. Rồi anh ra đi anh xa cô quên vết thương hôm nào. Vết thương hôm nào. Yêu dấu ta chào. Nhưng sao lòng chia sẻ chúng em chào. Người ơi có nghe không? Có nghe không? Lòng em có riêng anh thôi. Có riêng anh thôi. Dù anh ra đi để cô quên lòng vẫn mãi sao không thể quên. Nguyệt ơi có nghe không? Vẫn nghe đây. Lòng anh vẫn trong mong. Dù là trăm năm sau khi xa đời anh. Qua nói là sinh nhật lễ chai C2, hôm nay nhật lễ không uống C2 nữa, uống Coca thật là máu anh chị ơi. Dạ, Vinh Nguyệt nhờ. Trái tim bên này. Có nha chị Coca, để lại số điện thoại chị Coca ơi. Ok. Vinh Nguyệt màu xanh. Vinh Nguyệt màu hồng và màu vàng anh chị ơi. Bây giờ lên màu đỏ cho nó máu này chị này. Hai em quá đỉnh, anh chị có mãi đỉnh hơn chúng em nhiều. Anh chị mà chưa chia sẻ thôi mà đã chia sẻ đến con số 1 luôn anh chị ạ. Cảm ơn anh chị Phú Sơn, cảm ơn tình cảm của tất cả các anh chị Trần Thúy, Trần Hải Vân. Anh chị yêu thương chúng, mọi người chúng ta bình luận để chúng em được chào anh chị ạ. Minh Nguyệt hôm nay uống hạ huyết áp chưa đấy? Không có tí nữa là lên số 1 là lại tăng huyết áp đấy. Ok ok. Cứ lên là tăng thì kệ nó đi mọi người. Một khi đã máu đừng hỏi là gì, lệ huyệt là ăn. Nhớ lúc trước em anh hay non sông, chưa đẹp xanh em với em. Với ai? Này người yêu em thương mến em, hay hương màu xanh chiều hoa. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thành, vì em ra đi trước anh. Trước anh. Này người yêu khi anh yêu em, hay ngước lên trời xanh. Mình đã gửi con tim qua phong thư màu xanh. Mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài say. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa rồi xa xăm em bỏ anh. Lên nào. Này trời xanh có thâu có biết trước tim này. Hey. Còn than khóc tích nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong, mong được tỏ bày. Tất cả anh chị yêu thương luôn ạ. À. Vì ai, vì ai. Ủa chị, có như đấy mà. Hello chị Thanh Nghiêm, bình hồi lâu mấy lần mới chịu ta ơi. Yeah. Chúng em nhìn thấy hết anh chị ạ. Anh chị bình luận cái gì chúng em cũng đọc được. Anh chị khen hay xinh, hát hay, hay ngầu hay gì đọc được hết anh chị ơi. Không phải lo đâu nha. Chị Hòa cũng bảo là mọi người đâu hãy ở đâu hãy bay đây, về đây hết với lại được. Bay hết về đây chị ơi. Bay hết về đây anh chị ơi. Bay hết luôn. Hay quá, cảm ơn anh chị. Lên những đợt bình luận của mình được không ạ? À? Chúng em rất là thích đọc bình luận của anh chị ơi. Bình luận nhiều lên anh chị. Nhảy đi Lệ ơi ạ. À. Vâng chị, chúng ta hãy cùng đeo tai phone, mắc volume và cùng chiều với Minh yeah. Nguyệt và Nhật Lệ đến từ DC Beauty. Hey. Này người yêu khi anh nhớ em làm gì lên? Hãy ngước lên trời xanh. Cảm ơn anh Doãn này.
khỏe mới bè được anh chị ơi. Hôm nào khỏe mới đúng rồi anh chị ơi. Khỏe hay không là phụ thuộc vào anh chị đấy. Lên nào. Ngày trời xanh có thơ có biết trái tim này, tim này. Còn than khóc cứ nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em anh ta đang mong mong được có về. Đời đau nhói khi cây khô thương lát xa cành. Buồn theo dấu khi cơn đau mãi vẫn chưa lại. Người dấu yêu em đau không em khi ta tay đã rời tay. Khi em nhớ chú ân, khi em nhớ anh, hãy ngước lên trời xanh nhá. Hay nè, Minh Nguyệt Nhật Lệ ơi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Lấy con số 7 nào anh chị. Hôm nay Minh Nguyệt đang phải uống nước nóng là mọi người biết rồi đúng không? Đúng rồi anh chị ạ. Hôm nay chúng em đang phải uống bò húc tăng lực đấy anh chị ạ. Cho các chị em ngồi anh chị quá. Hôm nay anh chị chắc là Facebook hôm nay là nó ganh tị với hai chị em hay sao anh chị nhỉ? Hôm nay mọi người kêu không có thông báo này. Thông báo à? Ừ. Không sao. Hôm nay không có thông báo mà tận 6.500 như thế này là quá tuyệt rồi. Hơn cả sao ạ? À, thế em ơi. Nó nhỏ đấy. Nó nhỏ thôi. Hello Tình. Này chị đang lỡ hẹn Dòng Lam kìa. Mà sao hôm nay chưa có lỡ hẹn nên là nó chưa lên được đấy anh chị ạ. Này không cần lên. Chúc mừng chị Thùy Dung đã săn được một chai nước hoa nữ của bên em nha. Cứ lúc nào chúng em còn ngồi trên này là chúc mừng anh chị đang săn được đấy. Còn khi nào chúng em off là anh chị đi ngủ rồi là ngày mai không săn được đâu. Đó, nhắc lại cho anh chị một lần nữa ha. Thế chúng ta cần nhanh tay săn sale nước hoa 900.000 đồng. Nhanh tay anh chị ơi, mùng 10 tháng 10 duy nhất một ngày. Nước hoa của Pháp anh chị ơi, 900.000 đồng thôi. Chúng ta không săn là một tiếng nữa thôi là chúng ta không mua được nữa nào. Ok em. Anh không cần biết quá khứ em ngày xưa. Chết. Anh chỉ cần nắm tay em trong từng ngày mưa. Tim vì lạnh giá hoa đã đã yêu chưa. Chúc mừng chị Hương Vy. Có khi hạnh phúc là cảm giác mình thật sự thôi. Sao chị nghĩa chưa? Trong muôn vàn kiếm sông cô chấp chặt mình anh thôi. Đắm say vì những nét nhan sắc người đẹp tuyệt vời. Nhưng trong cả thế giới ánh mắt anh chỉ say người. Nước qua, ngày nước ngày qua, nước qua, yêu chỉ em thương em chỉ vậy thôi. Nước kế nước lòng giờ xe hoa phóng mong riêng anh cô đơn ngồi nhờ mong nhìn em xa cuối trời tin anh không bên đời tình yêu này hết rồi xin cho con tim được nghỉ ngơi. Nước hoa 100 mil ạ. Anh cố cười vì đời không như mắt người đừng vâng trên mắt buồn bao nhiêu tâm tư sầu tiếng mưa. 100 mil anh chị ơi. Còn trong anh những điều từng dòng thư xếp cánh diều thả theo mây gió chiều bay đi xa xăm buồn cô liêu. Lê số điện thoại 900.000 đồng nước hoa nữ anh chịu thương ơi. Anh Khánh Long ơi, số điện thoại của anh đâu ạ? Quên số điện thoại là ngày mai không săn được đâu anh ơi. Để ngay số điện thoại giúp em nào. Giá gốc 1.7 triệu, bên em chỉ bán 900k, ngày mai 1.7 triệu không bán luôn. Không bán luôn. Không bán luôn anh chị ơi. Chơi lớn đi đồng. Ngày hôm nay chơi lớn với chị luôn. Cảm ơn chị hai hộp tăng cân, cảm ơn chị Nguyễn Thị Lê Na này. Không ship sang nước ngoài đâu anh Nghĩa Trương ơi, không ship đâu ạ. Anh chị mua phải để lại số điện thoại nhá, 900.000 đồng thôi anh chị. Bao trách cho anh chị chúng ta luôn. Hàng của Pháp nhá. Trong muôn vạn kiếp sông cô chấp chấp mình anh thôi. Đắm say vì những nét nhan sắc người đẹp tuyệt vời. Nhưng trong cả thế giới ánh mắt vũ chỉ say người. Ngày ngày bên anh yêu em thương em chỉ vậy thôi. Nụ cười ai nát lòng, ngày mai em lấy chồng. Rồi xe hoa pháo hồng riêng anh cô đơn ngồi nhớ mong. Nhìn em xa cuối trời, thuyền anh không bên đời. Tình yêu này hết rồi xin cho con tim được nghỉ ngơi. Về bên anh có cười vì đời không như mất người. Đường vắng trên mắt buồn bao nhiêu tâm tư sầu tiếc thương. Còn trong anh những điều từng dòng thư xếp cánh diều thả theo mây gió chiều bay đi xa xăm buồn cô liêu. Nụ cười ai nát lòng, ngày mai em lấy chồng. Rồi xe hoa pháo hồng riêng anh cô đơn ngồi nhớ mong. Nhìn em xa cuối trời, thuyền anh không bên đời. Tình yêu này hết rồi xin cho con tim được nghỉ ngơi. Về bên anh có cười vì đời không nhớ mất người. Đừng vương trên mắt buồn bao nhiêu tâm tư sầu tiếc thương. Còn trong anh những điều từng dòng thư xếp cánh diều thả theo mây gió chiều mai đi xa xăm buồn cô liêu. Hôm nay từ
thực sự đúng là một ngày mùng 10 tháng 10 và tri ân đến tất cả anh chị một cái quà tặng. Bảo sao anh hai chị em vui tươi như Tết đúng không? Trời ơi, ngày nào bán mà chỉ cần khuyến mại là sướng rồi. Đúng mình rồi. Sướng luôn. Bởi vì trao tặng đến anh chị những cái giá trị đặc biệt đúng không anh chị ơi? Nhanh tay anh chị yêu thương ơi, nhanh tay nào, chúng ta cần phải nhanh tay. Và chương trình chỉ có một tiếng đồng hồ nữa thôi để chúng ta săn sale 900.000 đồng. Một tiếng nữa 1.7 không bán luôn. Không bán luôn. Còn có một tiếng nữa thôi anh chị ơi. Trời, ai mà chưa săn được là chúng em gọi là chia buồn với anh chị đấy. Nên chúng ta đang xem hai em gái đang ngồi đây, anh chị lên luôn số điện thoại kèm nước hoa nữ đặc biệt anh chị nhận về đi. Cam kết cho anh chị không có ai gọi là khó tính nhất cũng phải hài lòng với chai nước em, cái chai nước hoa này anh chị ha. Chai này nói luôn cho Lệ nghe và nói chia sẻ luôn anh chị, khẳng định chất lượng là gì. Đã mua một chỉ muốn mua hai, nhưng lại chỉ mua có thể trong một tiếng đồng hồ này thôi. Chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa em khẳng định với chị, ngày mai anh chị chúng ta 3 ngày nữa nhận về. 3 ngày nữa nhận về mà muốn đặt thêm một chai nữa bên em cũng không bán luôn anh chị ạ. 1.7 bên em cũng không bán luôn. Đó mới dã man. Thế mới dã man anh chị ạ. Đó bên em này, một khi mà đã chiên cho khách hàng, một khi sếp em mà đã chơi là chỉ trao tặng luôn, còn không bán. Ngày mai anh chị muốn mua 1.7 bên em cũng không có hàng để bán luôn. Đúng mà rồi. Đơn giản 900.000 đồng thôi. Đấy. Nên chúng ta không có để lại số điện thoại. Ngày mai sẽ không còn đâu. Anh chị có nhìn thấy cái sự vui vẻ của em và Nhật Lệ không ạ? Đơn giản bởi vì là anh chị chúng ta được nhận một cái hàng chính hãng, nguyên đai nguyên kiện, một cái hộp rất là đẹp đến từ nước Pháp, mà lại còn bảo đảm cho anh chị nếu chúng ta mua hàng về check mã vạch mà không phải hàng của Pháp bên em đền 17 triệu đồng cho anh chị chúng ta luôn, đền 10 lần tiền luôn anh chị ơi. Đó. Nên không có gì chúng ta cần phải lo lắng cả. Ngày nào đi CPT cũng ngồi đây và hơn 5 năm một hành trình khẳng định thương hiệu uy tín chất lượng, tổ chức một cái sự kiện tại khách sạn Marriott hơn mất mấy tỷ đồng. Đó. Mỗi một vé 6 triệu đồng bên em còn dám free miễn phí cho anh chị chúng ta, thì một chai nước hoa bớt mấy trăm nghìn đồng đối với bên em công là gì? Chơi luôn anh chị ạ, sếp em chơi lớn luôn. Nên chúng ta cần phải nhanh tay 900.000 đồng nước hoa nữ. Lên số điện thoại cho bên em nào. Quan trọng là muốn tri ân đến tất cả các chị và muốn trao tặng sản phẩm của DC để anh chị thử trải nghiệm sản phẩm của bên em xem là nó đẳng cấp như thế nào. Như chị Việt vừa nói, thực sự là cái chương trình 16 tháng 6 nếu anh chị nào được tham dự thì các anh chị đều biết được cái sự đẳng cấp của DC nó như thế nào đúng không anh chị ơi. Và những sản phẩm của bên em đã được khẳng định thương hiệu 5 năm qua rồi, thì chúng ta hoàn toàn không có phải lăn tăn bất cứ một cái điều gì hết ha. Và bên em cam kết anh chị nếu chúng ta phát hiện hàng fake, bên em đền 10 lần tiền cho anh chị ha. Cái chai nước hoa này anh chị nào chúng ta chưa săn được cứ săn cho em nhá, còn hơn một tiếng nữa thôi. Rất là nhiều anh chị đang săn được cái chai nước hoa và em xin được chúc mừng tất cả anh chị yêu nhá. Hai chống nắng sẽ được tặng thêm một chống nắng cho anh chị nữa. Cứ lên số điện thoại kèm sản phẩm chúng ta muốn mua nhá. Quá trời cảm ơn anh chị Khánh Long, chị Trương Duyên, chị Lena. Thật lòng hôm nay em và Nhật Lệ không thể cảm ơn hết được anh chị. Nhưng mà thật lòng tại sao mà em cũng xin lỗi anh chị, hôm nay chúng em nói hơi to, hơi gắt, em hiểu điều đấy. Nhưng mà thật lòng là từ tận trái tim của em, tại sao mà em phải nói to như vậy? Bởi vì em sợ rằng ngày mai các chị có muốn mua cũng không mua được. Và em xin khẳng định với các chị là nếu các chị đã mặt đặt một chai mà để lại số điện thoại rồi ấy, em khuyên các chị mua hai chai đi ạ. Tại vì sao? Bởi vì là ngày mai chúng ta có muốn mua giá 1.7 bên em cũng không có bán luôn. Mà em khẳng định với các chị đã mua một chỉ muốn mua hai. Và nếu các anh chị ta mua cái chai này làm quà tặng cho bạn bè của mình ấy, thì khẳng định với các chị là số tiền không nhiều nhưng cái tình cảm mà dành cho anh chị sẽ đong đầy hơn rất nhiều. Bởi vì cái chai nước hoa này khẳng định với chị em phụ nữ là gì? Nếu mà đã là chị em phụ nữ phải 99% ai cũng sẽ thích cái chai này. Bởi vì phụ nữ có ai mà không thích ngọt. Ai cũng thấy, kể cả những người mà có nam tính mấy thì nam tính, có cá tính mấy thì cá tính, nhưng trong con người của họ vẫn mang cái sự dịu dàng của người phụ nữ. Vì vậy khẳng định với anh chị 900.000 đồng giá gốc 1.7, bên em sale duy nhất còn một tiếng đồng hồ nữa để anh chị chúng ta săn sale với giá 900.000 đồng, chỉ bán 900.000 đồng. Ngày mai chúng ta muốn mua 1.7 bên em cũng không bán luôn anh chị ơi. Chỉ với 900.000 đồng và chúng ta săn sale. Và cú pháp hoàng bên em, chúng ta ghi nước hoa 900 kèm số điện thoại cho em. Nhanh tay để lại số điện thoại, ngày mai sẽ không mua được đâu ạ. Anh chị nào có quan tâm nước hoa thì chúng ta cứ để nước hoa nữ 900.000 hoặc đồng, hoặc là nước hoa nam sẽ có một cái set hôm nay sale với anh chị là 1.800.000 đồng ha. Chúng ta dùng nước hoa nam thì chai này là chai unisex, cả nam cả nữ chúng ta đều dùng được nhá. Chúng ta cũng có thể tham khảo cái set này 1.800.000 đồng của bên em, một set rất là đẳng cấp và cam kết độc quyền, và không, anh chị không có tìm được cái mùi này ở ngoài đâu ha. Cam kết hàng chính hãng của Pháp. Rất nhiều anh chị chúng ta đang để lại số, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và cũng xin chúc mừng anh chị nào chúng ta đang săn được, và đừng quên collagen của bên em nhá, nhất là collagen ông chúa này, với cái giá là 450 một hộp, cực kỳ là rẻ. Anh chị nào mua 3 sẽ được tặng 1 là 1.350.000 đồng, và mua 4 là 1.800.000, anh chị được nhận thêm một hộp sủi nữa nhá. Kem chống nắng là 290.000 đồng, anh chị mua 2 sẽ là 580.000, tặng anh chị một tuyếp nữa và hoàn toàn miễn phí ship. Kem chống nắng thì tuyệt vời rồi. Anh chị nào chúng ta đang dùng kem chống nắng clip phản hồi cho em đi. Nó bật tông nhẹ nhàng, thay một lớp kem trang điểm cho anh chị, và đặc biệt chống nắng SPF 50+. Nó bật tông rất là tuyệt vời ha. Dùng chỉ có nghiền thôi. Ra đường nhớ bôi kem chống nắng cho em nếu anh chị không muốn làn da của mình bị sạm, bị nám nhá. Cứ để số điện thoại giúp em nhá.
Cảm ơn chị Nguyễn Hồng Minh Vũ với nước hoa 900. Chia sẻ luôn với anh chị là nhanh tay lên. Còn kem cho nóng bên em nó cũng là thương hiệu rồi mọi người. 290.000 đồng một tip. Chúng ta mua 2 sẽ được tặng 1. Và nhớ là một ngày phải bôi từ 3 đến 4 lần cho em nhé. Còn kem cho nóng mà mua về bôi có một lần thì thôi đừng bôi nữa các chị ạ. Cũng không để tránh được ánh nắng đâu ạ. Bởi vì là cái tia ánh nắng mặt trời, cái tia UVA cực tím nó rất là mạnh. Vì thế các chị chúng ta nhớ muốn đảm bảo cho làn da của mình, bên trong chúng ta hãy uống collagen và bên ngoài chúng ta hãy thoa kem chống nắng. Và mọi người nhìn thấy cái bật tông không ạ? Kem cho nóng bật tông này. Và nó thẩm thấu rất là tốt, dạng tinh thể nước thẩm thấu rất là cao, không bết rít, không bóng nhầy, không lộ vân kem, phù hợp cho cả nam giới và nữ giới. Đặc biệt nó kiềm dầu rất là tốt nha. Và nếu anh chị nào mà chúng ta muốn xinh hơn nữa, chúng ta có thể dặm một chút phấn nữa là rất là xinh rồi. Và nếu như không thì chúng ta có thể để 2 kem chống nắng và bên em sẽ tặng cho anh chị chúng ta một thỏi son nhé. Cũng được. Chúng ta có thể lấy phần quà kem chống nắng, không thích kem chống nắng chúng ta có thể lấy giải tế bào, sức dùng mặt, son, đúng không anh chị? Bên em rất là nhiều phần quà ưu đãi cho anh chị và đặc biệt son của bên em đánh hơi bị đẹp nhá. Nếu chúng ta thích son của bên em cứ lấy quà là son nhá anh chị yêu. Chị Hải Vũ để lại kem chống nắng, để lại số điện thoại cho bên em, 290.000 đồng một tuýp. Tất cả sản phẩm bên em đều miễn phí ship cho anh chị trên toàn quốc. Và anh chị chúng ta lưu ý số điện thoại chốt đơn duy nhất chỉ có một số chốt đơn để anh chị chúng ta sẽ cung cấp thông tin của DC Beauty, đó là 08888811111 nha anh chị. Có nghĩa là 08 4 con số 8 4 con số 1. Ngoài cái số điện thoại này ra sẽ không có một số điện thoại nào chốt đơn cho anh chị, chỉ duy nhất số đó thôi. Nên anh chị chúng ta hãy là những người mua hàng thông minh nhá. Đúng rồi. Hello anh chị Nam Phúc nè. Bây giờ Nguyệt ngồi đây ha. Ok. Chắc là Nhật Lệ xin phép về trước ha. Và trước khi mà Nhật Lệ về, anh chị ơi, cái chai nước hoa thực sự nước hoa nữ này đẳng cấp anh chị ha. Chưa săn được, săn về cho em đi, không có là tiếc đấy, ngày mai không mua được đâu, em nói thật đấy anh chị ạ. Còn một tiếng nữa thôi và Minh Nguyệt ngồi đây với anh chị một lúc nữa thì cũng sẽ ọp đấy anh chị, nhân cái dịp mà đang còn live và Minh Nguyệt đang còn ngồi đây anh chị còn thức ạ, thì cứ để lại số đi, nếu không một chút lúc nữa chúng ta ngủ quên đấy anh chị ạ. Và Nhật Lệ chắc là nhà xa một chút nên là xin phép anh chị về sớm hơn nha. Và rất là cảm ơn anh chị, tình cảm của anh chị hôm nay rất là nhiều và đã tin tưởng sản phẩm của DC. Cảm ơn anh chị rất là nhiều ha. Chúc anh chị lát nữa ngủ ngon nhá. Cảm ơn Nhật Lệ đã hỗ trợ cho Minh Nguyệt, đã cảm ơn Nhật Lệ rất là nhiệt tình, quá là nhiệt tình luôn đúng không ạ? Và Nhật Lệ nhà hơi xa thì Nhật Lệ sẽ về trước, còn Minh Nguyệt ngày hôm nay sẽ ở lại đây phục vụ anh chị, săn sale cho anh chị chúng ta. Nếu như chúng ta nhanh tay, cảm ơn chị Huyền xem nước hoa nữ, gửi cho anh nhé, anh để lại số điện thoại cho bên em chưa ạ? Nước hoa